Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích, luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, như chúng ta đều biết, Việt Nam chúng ta có một anh bạn hàng xóm là một cường quốc lớn mạnh đứng top đầu thế giới, vượt trội hơn nước ta trên tất cả các mặt trận, từ diện tích, dân số, kinh tế, cho đến sức mạnh và tiềm lực quân sự. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc dưới những âm mưu bành trướng bá chủ toàn cầu, thì Trung Quốc có thể dễ dàng thâu tóm được tất cả những nước yếu thế hơn, kể cả là một đất nước nhỏ bé như Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, Trung Quốc không dám làm điều đó với Việt Nam, mà thay vào đó chỉ là những chiêu trò khiêu khích để xem động thái của chúng ta như thế nào mà thôi các bạn à. Vậy thì tại sao Trung Quốc lại e sợ và không dám tấn công Việt Nam các bạn nhỉ? Để làm rõ điều này thì xin mời các bạn hãy cùng với tên kênh tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Trước hết, chúng ta sẽ nhắc lại sức mạnh lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của đất nước ta, khiến cho Trung Quốc phải khiếp sợ các bạn nhà. Các bạn biết đấy, lịch sử Việt Nam được tích lũy từ 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, mà trong đó Trung Quốc là nước đã song hành và góp công tô điểm cho sự huy hoàng oanh liệt đó. Bằng 1.000 năm chúng đô hộ đất nước ta, một thiên niên kỷ dài đằng đẵng, biết bao kiếp người sinh ra rồi phải mất đi vì chịu sự kìm kẹp khắc nghiệt, khổ sai ác độc của chính quyền Nam Hán. Thế nhưng, nhân dân ta vẫn tuyệt đối không bị khuất phục mà đánh bại, giữ gìn được truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc của riêng mình. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ chiến thắng Bạch Đằng oanh liệt năm 938 giống như một lưỡi dao sắc bén đã cắt đứt hoàn toàn hy vọng của giặc Hán về âm mưu, thôn tính đồng hóa dân tộc ta. Chưa kể đến cả vó ngựa Mông Cổ cứ tung hoành ngang dọc khắp Á Sang U, bách chiến bách thắng, vó ngựa đi tới đâu là cỏ cây và con người bị tiêu diệt tới đó. Vậy mà ba lần đoàn quân khổng lồ ấy xâm lược Đại Việt thì cả ba lần chúng đều đại bại, còn cả quân Tống, quân Minh, quân Thanh, chẳng một đạo quân nào của Trung Quốc sang xâm lược Việt Nam mà có thể toàn thân trở về từ thời cổ đại, trung đại và cho tới hiện đại. Không một giây phút nào Trung Quốc ngừng tham vọng chiếm đoạt Việt Nam, thế nhưng cũng chưa một giây phút nào chúng thành công. Dù chỉ là trong tưởng tượng hết giặc phương Bắc, chúng ta lại tiếp tục chiến đấu với phương Tây và Điện Biên Phủ đã trở thành bồ chôn giặc Pháp vào năm 1945. Còn đối với người Mỹ, cho tới bây giờ, dù chiến tranh đã lùi xa hơn 3 thập niên, thế nhưng nhiều sĩ quan Mỹ vẫn còn sợ hãi và bị ám ảnh. Họ vẫn luôn đặt ra câu hỏi, tại sao Việt Nam là một đất nước bé nhỏ mà lại có thể có sức mạnh đấu tranh kinh khủng như vậy? Vậy thì chắc họ chưa biết là dân tộc Việt Nam luôn khao khát được tự do và độc lập, người Việt Nam luôn có một lòng yêu nước nồng nàn. Vậy thì chẳng có lý do gì mà lại không chiến đấu hết mình vì đất nước đúng không nào? Bởi vậy, Trung Quốc đã nhận quá nhiều bài học từ những thất bại thảm hại từ những cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam đến như vậy, thì chẳng lẽ Trung Quốc còn chưa tỉnh ngộ hay sao? Tiếp theo, nếu nói đến Trung Quốc e sợ Việt Nam thì chắc hẳn là do những vũ khí hiện đại bậc nhất mà Việt Nam đã công bố gần đây. Trong số những món vũ khí quân sự Việt Nam đang sở hữu, có thể nói tàu ngầm lớp Kilo thuộc loại nguy hiểm bậc nhất và nhiều quốc gia thế giới cũng đã công nhận điều đó. Tàu ngầm lớp Kilo nằm trong danh sách tàu ngầm được xuất khẩu nhiều nhất thế giới. Kilo thuộc lớp tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ điện diesel, có nhiệm vụ tác chiến chống hạm và chống ngầm. Đây là tàu ngầm thuộc loại tiên tiến nhất thế giới, có chiều dài gần 74m, rộng 10m, lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý trên giờ, tương đương với 37 km trên giờ, có thể lặn sâu tối đa 300m và hoạt động độc lập 45 ngày đêm với thủy thủ đoàn 52 người. Song vũ khí uy lực nhất trên tàu ngầm Kilo là tổ hợp tên lửa hành trình đa năng class. Tổ hợp này có ít nhất 5 mẫu tên lửa khác nhau, giúp chỉ huy tàu ngầm lựa chọn linh hoạt vũ khí trong tác chiến. Ngoài ra, tàu ngầm lớp Kilo còn vận hành tốt cho vùng biển Đông, có khả năng di chuyển ở gần khu vực đáy biển hơn các loại tàu ngầm tấn công khác. Nhờ công nghệ hiện đại, làm giảm đáng kể độ ồn cho lớp Kilo, tàu ngầm có khả năng tàng hình trước các thiết bị định vị thủy âm sonar hiện đại, ẩn mình tốt hơn trong lòng biển để tiếp cận đội tàu nổi của địch và tấn công trước khi bị địch phát hiện. Tàu ngầm lớp Kilo đã được Hải quân Mỹ mệnh danh là hố đen trong lòng đại dương. Trong số những món vũ khí mạnh nhất mà quân đội nhân dân Việt Nam đang sở hữu, không thể không bỏ qua máy bay Su-30. Chiếc máy bay này còn được gọi bằng biệt danh Hổ Mang Chúa, là thế hệ máy bay chiến đấu hiện đại nhất của không quân Việt Nam hiện nay. Su-30 thuộc máy bay chiến đấu tối tân thế hệ 4 xuất xứ từ Nga, cải tiến khả năng tấn công và hủy diệt mục tiêu trên biển, được giới quân sự trong và ngoài nước xem là xương sống của lực lượng không quân Việt Nam, giúp tuần tra và bảo vệ Biển Đông. Chiếc máy bay này kết hợp nhiều công nghệ tác chiến trên biển hiện đại của biến thể Su-35, đồng thời được cải tiến rất nhiều khả năng tấn công trên biển và hệ thống điện tử. Hệ thống chiến đấu xương sống của Su-30 bao gồm radar, quang điện tử, mũ bảo hiểm, hệ thống tác chiến điện tử và dàn vũ khí đối không đối đất, tất cả giúp Su-30 trở thành vũ khí mạnh mẽ và nguy hiểm hàng đầu của Việt Nam. Ngoài ra, tên lửa hành trình P-800 cũng chính là thứ vũ khí khiến cho Trung Quốc phải lo ngại nếu xảy ra chiến tranh với Việt Nam,
Vậy loại vũ khí này có gì đặc biệt để khiến một đất nước mạnh như Trung Quốc phải sợ đến như vậy? Đây chính là hệ thống tên lửa tốt nhất thế giới. Nó nặng khoảng 3 tấn, dài 8,9 mét, đường kính thân 0,7 mét, độ sải cánh 1,7 mét. Quả đạn được thiết kế với 4 cánh đều hướng lớn ở gần phần đuôi, ở phần mũi là cửa hút không khí cho động cơ hoạt động. P-800 trang bị động cơ phản lực tĩnh dòng thẳng siêu âm, cho phép đạt tốc độ tối đa gấp 2 lần vận tốc âm thanh. Với vận tốc cực lớn như vậy, đối phương rất khó phản ứng kịp thời và bị tiêu diệt bởi đầu đạn thuốc nổ phân mảnh nặng 200-250 kg. Theo đánh giá của chuyên gia thế giới, với đầu đạn đó, P-800 có khả năng tiêu diệt tàu chiến cỡ lớn chỉ bằng một phát bắn duy nhất. Về hệ thống dẫn đường, sau khi rời bệ phóng, tên lửa P-800 sẽ bay theo chế độ dẫn đường quán tính được lập trình sẵn. Ở giai đoạn tiếp cận mục tiêu, đầu tự dẫn radar chủ động trên tên lửa sẽ kích hoạt tìm kiếm, phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 75 km. Kết hợp tốc độ vượt âm thanh và độ cao bay cực thấp, P-800 thực sự là bài toán khó trong đánh chặn tên lửa của chiến hạm của thế giới. Bên cạnh đó, xe tăng T-90J cũng là một trong số những vũ khí mạnh mẽ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Xe được trang bị vũ khí có hỏa lực mạnh, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, hệ thống giáp bảo vệ có khả năng chống được hầu hết các loại vũ khí chống tăng hiện đại và khả năng cơ động cao. Ngoài ra, chiếc xe tăng này còn có khả năng chiến đấu hiệu quả, chống tăng thiết giáp, pháo tự hành và các phương tiện chiến đấu khác có hiệu quả cao. Do có khả năng cơ động mạnh, xe được đặt tên là xe tăng bay. Vũ khí chủ lực của T-90J là pháo tăng nòng trơn 125mm 2A46M giúp tăng cường độ chính xác, được lắp đặt hệ thống chỉnh súng và nòng súng, có khả năng tháo lắp nhanh. Pháo tăng cũng được trang bị hệ thống ổn định tầm hướng và hệ thống nạp đạn tự động mới nhất. T-90 là xe tăng đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống bảo vệ 4 lớp bảo vệ. Những lớp bảo vệ kiên cố giúp cho xe chống chọi được trên chiến trường khắc nghiệt. Ngoài ra, xe tăng T-90J có khả năng cơ động tuyệt hảo, nhờ động cơ công suất 1.000 mã lực, kèm hệ thống treo tiên tiến, hệ thống trục xoắn cường độ cao, cắt giảm chấn thủy lực dung tích lớn, giải xích bản mặt rộng khi cần thiết có thể lắp guốc cao su, đảm bảo xe chạy êm khi vượt qua đường mấp mô, đồng thời có khả năng vượt qua các chướng ngại vật dễ dàng. Tiếp đến vị trí địa lý cũng là một yếu tố quan trọng làm nên sức mạnh của Việt Nam, khiến Trung Quốc phải kinh hãi, khiếp sợ. Bởi vị trí địa lý đặc thù của Việt Nam không chỉ có ý nghĩa đối với lợi ích quốc gia, mà còn tác động trực tiếp tới môi trường, an ninh toàn khu vực. Biển Đông đóng vai trò trọng yếu đối với an ninh Đông Nam Á nói riêng và châu Á Thái Bình Dương nói chung, đặc biệt là các cấu trúc tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam có thể tham gia vào hoạt động biển xa, như là kiểm soát các tuyến hàng hải qua lại trên Biển Đông, dùng cho mục đích quân sự như đặt trạm radar, các trạm thông tin xây dựng, các trạm dừng tiếp nhiên liệu cho tàu thuyền, từ đó kiểm soát và khống chế được toàn bộ Biển Đông. Mặt khác, Việt Nam có đường bờ biển dài, có nhiều cảng nước sâu, có tiềm năng và năng lực vận tải lớn. Điển hình như là cảng Cam Ranh có khả năng làm căn cứ cho tàu ngầm, cũng như là tàu sân bay giúp kiểm soát an ninh Biển Đông. Vị trí an ninh này chính là một điều kiện thuận lợi để Việt Nam chúng ta có thể bảo vệ chủ quyền hợp pháp của mình tại Biển Đông, đồng thời cùng với các nước khác bảo đảm an ninh hàng hải và lợi ích chung khác trên các vùng biển, từ đó chống lại sự áp đặt của các nước lớn trong khu vực, nhất là Trung Quốc. Cuối cùng, sức mạnh đáng tự hào của Việt Nam chính là sự ủng hộ và bảo vệ của công luận quốc tế. Đây là một trong những sức mạnh Việt Nam có mà Trung Quốc không bao giờ có được, thậm chí trong tương lai cũng rất khó sở hữu được sức mạnh này. Nếu như Trung Quốc vẫn còn giữ tính ích kỷ và tham vọng vốn có, thực tế cho thấy cả thế giới đều nhận ra rõ tâm can của chính phủ Bắc Kinh là như thế nào. Một đất nước to lớn chuyên đi dọa nạt, xâm chiếm các nước nhỏ hơn, hòng độc chiếm cả thế giới từ đất liền ra biển. Đáng lên án là ở chỗ, chúng sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn ngang ngược nhất, phi lý nhất để đạt được các mục tiêu mà chúng cho là cao cả, và luôn không ngừng ngụy biện bằng những luận điệu xảo trá. Bởi vậy, chỉ cần Trung Quốc nổ một tiếng súng ngắm bắn vào Việt Nam chúng ta, thì chắc chắn cộng đồng quốc tế dễ phản kháng và lên án kịch liệt. Theo đó, các cường quốc khác trên thế giới cũng sẽ bảo vệ Việt Nam, không chỉ vì nền độc lập, hòa bình, chính nghĩa mà còn vì quyền lợi của chính họ. Cùng với đường lối ngoại giao rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam ngày càng giành được sự tin cậy và tín nhiệm của các quốc gia trên thế giới. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189 trên 193 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong đó, Việt Nam xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với 16 quốc gia, quan hệ đối tác toàn diện với 13 quốc gia, là thành viên tích cực của trên 70 tổ chức quốc tế và có quan hệ với hơn 500 tổ chức phi chính phủ trên thế giới. Đó chính là lực lượng hậu phương và là nguồn động lực to lớn để Việt Nam có thể tự tin đối đầu với bất cứ âm mưu xảo quyệt nào của thế lực ngang ngược như Trung Quốc. Như vậy, có thể thấy dù về kinh tế, chính trị hay quân sự, Trung Quốc có thể là một siêu cường lớn mạnh hơn hẳn so với Việt Nam. Thế nhưng Việt Nam có đầy đủ những yếu tố quan trọng để khiến cho nước bạn phải sợ hãi, đúng không nào? Quan trọng để khiến cho nước bạn phải sợ hãi. Thông
tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Theo các nhà chức trách, một cơn bão có phạm vi 1.600 km quét khắp miền Trung và miền Nam Trung Quốc, mực nước ngập duy trì ở mức 1,0 đến 3,5 m trên khắp 7 tỉnh cả nước Trung Quốc. Đến nay có ít nhất 45 người mất tích và 33 người bị mất tích do chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão. Trong số những người thiệt mạng có 23 người chết vì lở đất ở tỉnh Quý Châu và 8 người mất mạng vì sập tường ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Các nhà chức trách cho hay, cả nước có khoảng 1,5 triệu người buộc phải sơ tán và 56.000 ngôi nhà bị đổ sập. Ngoài ra, mưa lớn đã cuốn trôi tuyến đường sắt, vô hiệu hóa mạng lưới đường bộ, biến một sân vận động thành hồ bơi. Ở Vũ Hán, cơ quan quản lý đường sắt ngưng hoạt động trên 17 tuyến, tổng cộng 45 tuyến đường trong thành phố bị ngập lụt và xe hơi không thể đi lại. Tuy nhiên, con đường đến sân bay quốc tế Thiên Hà của thành phố được mở lại sau khi bị phong tỏa một ngày trước đó. Tại tỉnh An Huy, một số điểm du lịch ở huyện Kim Trại thuộc thành phố Lục An bị đóng cửa do lở đất và sụt lún đường xá. Chính quyền địa phương đã giải cứu nhiều du khách bị mắc kẹt. Các trận mưa xối xả khiến nhà chức trách nâng cao cảnh báo lũ lụt quốc gia từ cấp 4 lên cấp 3, trong đó cấp 1 là cao nhất. Những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là các tỉnh Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh và Quý Châu. Thiệt hại kinh tế trước mắt vào khoảng 850 triệu đô la Mỹ. Dự kiến mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 16 tháng 8 trên khu vực miền Nam và miền Tây Trung Quốc. Giang Diên Sinh, phó kỹ sư trưởng của Văn phòng Kiểm soát Lũ Hồ Bắc cho biết, chính quyền đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống lũ lụt ở các khu vực thuộc sông Dương Tử và Vũ Hán. Thưa quý vị, cơn bão Muji hôm 4 tháng 8 đã đổ bộ vào đảo Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với sức gió lên đến 150 km/h, khiến hàng chục ngàn người sơ tán. Trước đó, bão Muji đã gây ra mưa lớn trên diện rộng ở miền Nam Trung Quốc trong suốt 36 giờ qua. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bất kỳ trường hợp thương vong nào được ghi nhận. Cơ quan dự báo thời tiết đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức cao nhất, thúc giục giới chức trách sơ tán hàng chục ngàn người ở khu vực ven biển miền Nam nước này trước khi cơn bão Muji đổ bộ vào đất liền. Hoạt động đi lại giữa đất liền và đảo Hải Nam buộc tạm dừng, cũng như 40.000 tàu cá phải trở về bến. Nhiều chuyến bay bị hủy cũng như dịch vụ đường sắt ngừng hoạt động. Cơn bão dự kiến di chuyển vào Quảng Tây vào tối cùng ngày, nhưng sẽ suy yếu ngay khi đổ bộ. Trước đó, bão Muji đã hoành hành ở miền Bắc Philippines vào hôm 11 tháng 8. Thông tin ban đầu cho biết có 120 ngư dân và 20 tàu đánh cá mất tích. Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng 8, chỉ còn 30 ngư dân được cho là vẫn đang mất tích. Thưa quý vị, sau trận mưa đá tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc hôm 10 tháng 8, một bức ảnh đầy xúc động lan truyền nhanh chóng trên mạng và được mọi người đặt tên là Kiếp Sau Vẫn Làm Vợ Chồng. Theo các trang mạng Trung Quốc, một bức ảnh ấy cho thấy một người đàn ông lấy thân mình che chở cho người phụ nữ giữa một đống đổ nát. Người dân địa phương cho biết đó là cặp đôi vợ chồng Vi Kỳ Long và Lý Quế Lan trong độ tuổi 50. Họ có hai người con, gồm một trai và một gái. Tuy nhiên, người con trai không may chết đuối trong một lần đi bắt cá. Bức ảnh chồng lấy thân mình che chở cho vợ lan truyền nhanh chóng trên mạng và nhận được hơn 30.000 lượt bình luận. Trong trận mưa đá nêu trên, cả hai vợ chồng đều thiệt mạng. Những người quen biết kể rằng ông Vi thường lo hết mọi việc trong nhà, ít khi để vợ phải làm việc nặng. Chúng tôi thường gặp họ đi cùng nhau, về cùng nhau, họ cứ như hình với bóng, một người cùng làng kể lại. Một cư dân mạng viết, thật ngưỡng mộ tình cảm của họ, một câu chuyện cảm động, đến thế giới khác, họ vẫn tiếp tục bên nhau. Bức ảnh được đăng tải trên trang tin QQ và nhận được hơn 30.000 lượt bình luận. Đứa cháu ngoại 3 tuổi của hai vợ chồng này cũng bị thương trong trận bão trên. Theo Bộ Nội vụ Trung Quốc, mưa đá và lốc xoáy đã tàn phá nhiều khu vực của thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô trưa ngày 12 tháng 8, khiến ít nhất 98 người chết và 800 người bị thương. Hiện tượng thời tiết cực đoan này gây mất điện và ảnh hưởng tới giao thông trên nhiều tuyến đường. Thưa quý vị, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, ngày 12 tháng 7, giới chức nước này đã triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp với lũ ở cấp độ 4 tại tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh. Bộ trên cho biết thêm, nhà chức trách còn quyết định duy trì biện pháp ứng phó khẩn cấp tương tự tại hai tỉnh Thiểm Tây và Cam Túc, đồng thời khuyến nghị Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây và Cam Túc cần tăng cường cảnh báo sớm, cũng như ứng phó khẩn cấp với lũ lụt và di rời dân cư ở các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai. Các đợt nắng nóng kéo dài ở hầu hết các khu vực thuộc 4 tỉnh kể trên từ đầu tháng 7 khiến đất đai trở nên khô cằn và nứt nẻ, làm tăng nguy cơ thiên tai một khi xảy ra các đợt mưa lớn. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo mưa sẽ tiếp tục kéo dài trong 10 ngày tới ở miền Tây nước này.
với lượng mưa tích lũy cao hơn đáng kể so với các năm có điều kiện thời tiết bình thường. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp độ, trong đó cấp độ 1 là cấp độ nghiêm trọng nhất. Truyền thông Trung Quốc ngày 11 tháng 8 cho biết mưa lớn nhất trong nhiều thập kỷ đã gây lụt lội và lở đất ở khu vực miền Nam, khiến hàng trăm nghìn người phải đi sơ tán. Mưa như chút đã khiến tràn bờ đến mức nguy hiểm tại sông Châu Giang những ngày gần đây, đe dọa hoạt động sản xuất, vận tải đường thủy và logistics. Trong bối cảnh, các chuỗi cung ứng đang gặp sức ép vì các lệnh phong tỏa của Trung Quốc để phòng đại dịch COVID-19 trong những năm qua. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc, lượng mưa trung bình ở tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 7 đã lên tới 621mm, mức cao nhất kể từ năm 1961. Tại tỉnh Quảng Tây, nước bùn tràn vào các khu vực đô thị và lực lượng cứu hộ phải sơ tán người dân trên xuồng cao su. Tỉnh này chứng kiến mức lũ lụt nghiêm trọng nhất kể từ năm 2005. Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, mực nước của 28 con sông ở tỉnh này đã vượt mức cảnh báo, trong khi mưa vẫn tiếp diễn trong ngày 11 tháng 8. Chính quyền tỉnh Quảng Đông ngày 10 tháng 8 cho biết, hơn 200.000 người đã được sơ tán và thiệt hại đến nay ước tính lên tới 1,7 tỷ nhân dân tệ, khoảng 254 triệu đô la Mỹ. Các số liệu chính thức cho biết, tổng cộng 480.000 người bị ảnh hưởng của mưa và lũ. Thành phố Thiệu Quan, tỉnh Quảng Đông, nơi bị nặng nhất, sáng ngày 11 tháng 8 đã phát cảnh báo đỏ về lũ lụt sau khi nhiều vùng nông thôn ở đây và thành phố chính Phật Sơn của tỉnh này đã nâng cảnh báo lũ lụt trong những ngày gần đây. Trong khi đó, tỉnh Giang Tô, ngày 11 tháng 8 cũng đã phát cảnh báo đỏ vì lũ lụt. Tại tỉnh Phúc Kiến, hơn 220.000 người đã được đi sơ tán kể từ đầu tháng này vì lũ lụt. Trước đó, hồi đầu tháng, ít nhất 21 người đã thiệt mạng vì lũ lụt do mưa lớn ở tỉnh Hồ Bắc. Lũ lụt tại tỉnh Hà Nam mùa hè năm 2021 đã làm 398 người thiệt mạng và gây tổn thất trị giá hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Theo Cục Quản lý Khẩn cấp Khu tự trị Tây Tạng Gangnam, tỉnh Cam Túc vào ngày 11, vào khoảng 23 giờ 34 phút ngày 10 tháng 8, một thảm họa lở đất xảy ra ở làng Trương Tử Câu, thị trấn Đà Nẵng, quận Hà Nam, tỉnh Cam Nam. Đến nay, thảm họa đã khiến 2 người chết, 2 người mất tích và 7 người bị thương, 336 người từ 76 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở làng Trương Tử Câu đều đã được chuyển đến các khu tái định cư. Theo các báo cáo, sau thảm họa, tỉnh Cam Nam đã ngay lập tức triển khai ứng phó khẩn cấp 3 cấp độ với các thảm họa địa chất. Lực lượng an ninh công cộng và phòng cháy chữa cháy đang tiến hành ứng phó khẩn cấp công tác cứu trợ thiên tai. Huyện Hạ Hà nằm ở phía tây nam của tỉnh Cam Túc và phía tây bắc của tỉnh Cam Nam. Sở dĩ có tên này là do có con sông Đại Hạ chảy qua huyện, quận lỵ ở gần sông. Tổng diện tích là 6.274 km2 và độ cao trung bình trên 3.000 m. Đài quan sát khí tượng huyện Hạ Hà đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh lam vào lúc 1 giờ 11 phút ngày 11, nói rằng 16 giờ ngày 10 đến 1 giờ ngày 11, một số khu vực của quận đã xảy ra mưa lớn trong thời gian ngắn với lượng mưa tích lũy lớn nhất là 70,5 mm. Dự kiến trong 12 giờ tới, hầu hết các huyện Hạ Hà sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa tích lũy có thể đạt trên 50mm, cường độ mưa lớn nhất trong giờ có thể đạt từ 5 đến 10mm, kèm theo các hoạt động đối lưu mạnh như sấm sét và gió giật. Đài quan sát khí tượng huyện Hạ Hà nhắc nhở người dân chú ý đề phòng các thiên tai thứ cấp như lũ lụt ở các sông vừa và nhỏ, ngập úng ở đô thị và nông thôn, lũ lụt trên núi, sạt lở đất và lở đất có thể do mưa lớn gây ra. Tính đến 12 giờ ngày 11, cảnh báo vẫn có hiệu lực. Huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn ngắn hạn ở các khu vực không có người ở vào thứ Ba vừa qua. Lở bùn bùng phát ở Bàn Tử Câu, thị trấn Miên Trúc và Tân Kiều Câu, thị trấn Ngụy Châu, 7 người mất tích và 4 người trong số họ sau đó được xác nhận đã chết. Các ban ngành liên quan đã sơ tán hơn 900 người dân đang bị nguy hiểm và đang tìm kiếm những người mất tích. Văn phòng quản lý tình trạng khẩn cấp của quận Vấn Xuyên đã báo cáo rằng sau thảm họa, chính quyền đã đưa ra kế hoạch khẩn cấp đối với lũ quét và lở đất. Đồng thời, các bộ phận ứng phó khẩn cấp như giao thông vận tải và cấp nước đã tiến hành cứu hộ khẩn cấp, sửa chữa đường xá, sơ tán hàng loạt và đánh giá thiệt hại. Hiện tại, các tuyến đường cao tốc ở Vấn Xuyên, quốc lộ 213 và quốc lộ 317 đã thông suốt và trật tự giao thông không bị gián đoạn. Nguồn cung cấp đầy đủ, dân làng bị ảnh hưởng đã được sơ tán đến khu vực an toàn. Một người dân ở làng Bản Tử Câu, thị trấn Miên Trúc cho biết, trong số những người mất tích có 2 người là kế toán của làng và vợ của anh ta. Họ biến mất khi đang lái xe tải đi kiểm tra tình hình thiên tai và thi thể của họ đã được tìm thấy sau đó.
một người dân khác cho biết đêm hôm trước mưa không kéo dài. Khi nghe thấy tiếng người la sạt lở đất sắp đến và tiếng ầm ầm, rất đông dân làng chạy lên sườn đồi trú ẩn. Tại quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh, mưa lớn cách đây vài ngày đã xảy ra lũ lụt. Tính đến tối ngày 11 đã có 17 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Tại bãi biển tại thị trấn Long Châu bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều người dân cho biết đây là trận lụt lớn nhất mà khu vực này phải hứng chịu kể từ năm 1982. Một số người nhà nạn nhân vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi khi nhớ lại hiện trường vụ việc. Vào lúc 4 hoặc 5 giờ sáng thứ Ba ngày 11 tháng 8, ông Tôn sống ở Nhị Đạo Hà, thị trấn Trường Tân đã bị cơn mưa đánh thức và cùng vợ sơ tán kịp thời. Ông Tôn cho biết vợ chồng ông Tôn Trạch Viễn đều đã khoảng 70 tuổi, cháu trai ông năm nay vừa tròn 15 tuổi. Ông tổ chức sinh nhật cho ông nội trong kỳ nghỉ hè, nhưng ông đã bị giết vì lũ lụt. Thi thể của Sun Wenjan và vợ được tìm thấy bên ngoài nhà của họ vào thứ Ba, và thi thể của cháu trai họ được tìm thấy trong một cái cống hai ngày sau đó. Trần Tiểu Hoa, cư dân ở thành phố Dương Cừ, thị trấn Trường Đàm, và vợ Tăng Tần lái xe chở đồng nghiệp Trương Bình về nhà sau giờ làm việc vào đầu giờ chiều ngày thứ Ba. Tuy nhiên, ba người chỉ còn cách trạm xăng khoảng 200m thì gặp lũ từ trên núi tràn xuống. Cuối cùng, vợ chồng Trần Tiểu Hoa thiệt mạng. Hai vợ chồng có hai con gái lớn đang làm việc ở ngoài thành phố, con gái thứ hai đang học trường cấp 2 ở địa phương. Sau đó, cha mẹ của Trần Tiểu Hoa đã đưa cháu gái của họ rời khỏi bãi biển thị trấn Long. Một phóng viên truyền thông nội bộ đã đến hiện trường Trần Tiểu Hoa và vợ anh ta bị chết và tìm thấy hai tảng đá lớn còn sót lại tại hiện trường, và người ta ước tính rằng họ đã thiệt mạng khi bị dòng nước lũ trên núi ập xuống. Hàng nghìn người trên khắp đất nước đã phải di dời vì lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn gây ra, trong khi thủ đô Bắc Kinh và các khu vực lân cận đã được xoa dịu một thời gian ngắn khỏi cái nóng như thiêu đốt gần đây. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, Trung Quốc có thể hứng chịu cả lũ lụt và nắng nóng gay gắt trong suốt tháng. Các bộ phận của tỉnh Hồ Nam đã hứng chịu những trận mưa xối xả kể từ thứ Năm, và trụ sở kiểm soát hạn hán và lũ lụt tỉnh Hồ Nam cho biết, quận tự trị Tương Tây Tuja và Miao là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại quận tự trị, hơn 95.000 người đã bị ảnh hưởng và hơn 14.000 người trong số họ đã được di rời hoặc sơ tán. Theo các quan chức địa phương cho biết hôm Chủ nhật, thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính khoảng 575 triệu nhân dân tệ, khoảng 75,5 triệu đô la Mỹ. Lạc Gia Thuận, một cư dân ở làng Mạnh Khắc, huyện Bảo Vũ, tỉnh tự trị Tương Tây nhớ lại, trời mưa rất to và mực nước dâng cao hơn 1 mét trong khoảng 10 phút. Ông mô tả những cơn mưa xối xả bắt đầu đổ xuống vào thứ Sáu gây ra lũ lụt khiến ngôi làng trũng thấp bị mắc kẹt trong nước. Trong làng, 44 ngôi nhà bị ngập, 50 hectare đất canh tác bị ngập và 163 người dân phải sơ tán. Chính quyền địa phương đang cố gắng hết sức để khôi phục nguồn cung cấp nước và điện và giúp khôi phục cuộc sống nông thôn bình thường. Ngay sau 1 giờ chiều ngày thứ Ba, trạm khí tượng Tương Tây đã đưa ra cảnh báo màu vàng với mưa lớn. Dự kiến từ trưa đến 6 giờ chiều, lượng mưa tối đa mỗi giờ ở huyện Phượng Hoàng sẽ là 24mm. Các quan chức sau đó đã nâng cấp cảnh báo lên màu cam vì các dự báo mới nhất cho thấy lượng mưa tối đa mỗi giờ có thể đạt 36mm, 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết được mã hóa theo 4 cấp độ màu. Trong đó, màu đỏ tượng trưng cho các cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, màu vàng và xanh dương. Các trạm thời tiết địa phương ở ít nhất 4 quận trong khu tự trị cũng đưa ra cảnh báo màu vàng hoặc màu cam về mưa lớn vào chiều thứ Ba. Hơn 7.800 người đã buộc phải sơ tán ở quận Trấn Bá, tỉnh Thiểm Tây từ 6 giờ chiều Chủ nhật đến 6 giờ chiều thứ Hai. Cục Dịch vụ Khẩn cấp thành phố Hán Trung báo cáo, văn phòng cho biết các công nhân tiếp tục qua đêm để dọn sạch 80 con đường bị nước lũ cắt đứt và khôi phục điện cho các khu vực bị ảnh hưởng. May mắn thay, mưa đã giảm bớt trong quận vào thứ Ba. Tại tỉnh Tứ Xuyên, chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 85.300 người vào lúc 7 giờ sáng thứ Ba để tránh nguy cơ tiềm tàng từ cơn mưa xối xả được dự báo trước. Đài khí tượng tỉnh Tứ Xuyên cho biết trận mưa dự kiến sẽ ảnh hưởng đến 5 thành phố cấp tỉnh, bao gồm Quảng An, Lô Châu và Phàn Chi Hoa, cũng như thành phố Nghi Tân và một phần của khu tự trị dân tộc Tây Tạng Gaze, với lượng mưa tối đa có thể từ 100 đến 120mm. Tại tỉnh Hà Nam, 157 khu vực thuộc 66 khu vực hành chính cấp quận đã bị thiệt hại do mưa lớn từ 8 giờ sáng Chủ nhật đến 7 giờ sáng thứ Hai, với 26 khu vực có lượng mưa trên 100mm. Chính quyền địa phương cho biết mưa lớn tiếp tục ở nhiều quận cho đến sáng thứ Ba. Tại huyện Quế Sơn, tỉnh Hà Nam, một chiếc ô tô chở 5 hành khách đã bị nước lũ cuốn trôi khi băng qua cầu vào tối thứ Hai.
một trong số các hành khách đã được giải cứu nhưng 4 người khác vẫn đang mất tích. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, theo Trung tâm Thời tiết Quốc gia, nhiều khu vực khác dự kiến sẽ hứng chịu mưa lớn từ thứ Ba đến thứ Tư. Vào thứ Ba, Trung tâm đã đưa ra cảnh báo mưa lớn màu xanh lam, dự đoán rằng trong vòng 24 giờ kể từ 2 giờ chiều, lượng mưa mỗi giờ dao động từ 20 đến 50mm. Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết lượng mưa ở phía Bắc Liêu Ninh thậm chí có thể đạt từ 100 đến 120mm, đồng thời cho biết thêm rằng các khu vực này có thể gặp thời tiết đối lưu khắc nghiệt. Một cơn bão bất ngờ thường bao gồm dông bão, mưa đá, gió lớn và mưa lớn và các hiện tượng thời tiết phá hoại. Hiện tượng thời tiết này đôi khi xảy ra trong phạm vi chỉ 10 km và có thể tạo ra mưa dày đặc. Ngược lại, một cơn mưa phùn từ đêm thứ Hai đến đầu ngày thứ Ba đã giúp Bắc Kinh thoát khỏi đợt nắng nóng hơn 35 độ trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, nhiệt độ tối đa ở Bắc Kinh dự kiến sẽ đạt 38 độ trở lại từ thứ Tư đến thứ Năm. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia, số ngày trên 35 độ ở Bắc Kinh vào tháng 6 năm nay đã vượt quá số ngày cùng tháng trong tất cả các năm khác kể từ năm 1961. Tại cung điện mùa hè vào Chủ nhật, một hướng dẫn viên du lịch đã chết vì say nắng trong đợt nắng nóng thiêu đốt tiếp tục hoành hành khắp thành phố. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã cảnh báo rằng tình hình kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán trong tháng này sẽ rất nghiêm trọng. Bộ cho biết các khu vực như Trung Tâm và Đông Bắc, Bắc Trung Tâm Trung Quốc và Tây Tây Nam dự kiến sẽ có lượng mưa nhiều hơn mức trung bình hàng năm vào tháng 7. Bộ dự báo lũ lụt trên sông Dương Tử và sông Hoàng Hà cũng như một phần của sông Tiền Đường và sông Tùng Hoa, mưa xối xả có thể làm tăng mực nước ở những con sông này trên mức cảnh báo. Trong khi đó, ở nhiều nơi khác, bao gồm khu vực Hoa Bắc ở phía Bắc và một phần của Nội Mông, nhiệt độ dự kiến sẽ tăng và lượng mưa giảm, Bộ cho biết. Nguồn cung cấp nước và điện ở những khu vực này sẽ tương đối eo hẹp, Bộ cho biết. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7, Nam Dương, Tam Môn Hiệp, Lạc Dương, Bình Định Sơn và những nơi khác ở tỉnh Hà Nam có mưa đến mưa to cục bộ và mưa cực lớn. Mưa lớn gây lũ lụt dẫn đến tình trạng nguy hiểm ở nhiều nơi ở phía tây tỉnh Hà Nam, nhiều người chết và mất tích. Trong số đó, lượng mưa tích lũy ở quận Song của thành phố Lạc Dương vào nửa đầu tháng 7 đạt 259,6mm, nhiều hơn 79% so với lượng mưa trung bình hàng năm, nhưng không có thương vong trong quận. Từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 8, một trận mưa xối xả ập đến huyện Tống, lượng mưa tập trung và lượng mưa hiếm thấy trong lịch sử. Sông Nhất Hà, sông Ru Hê và sông Bạch Hà trên lãnh thổ của nó đã bùng phát lũ lụt trên toàn lưu vực và tất cả các con sông đều chảy qua đỉnh lũ cực lớn, gấp hơn 10 lần tốc độ dòng chảy bình thường hàng năm, gây ra lũ lụt quy mô lớn trong khu vực bị phá vỡ. Một số lượng lớn nhà cửa bị sập và hư hại và nhiều thị trấn bị ngập lụt. Theo thống kê sơ bộ, 150 làng hành chính ở 10 thị trấn và thị trấn trong quận bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, 125.000 người bị ảnh hưởng và 84.900 người bị ảnh hưởng, ước tính sơ bộ thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 170 triệu nhân dân tệ. Theo thống kê chưa đầy đủ, huyện Tống có 767 hộ với 1.850 ngôi nhà bị sập, 2.814 hộ với 6.942 ngôi nhà rột nát và 46.900 ha đất canh tác, sạt lở tổng cộng 517 tuyến đường, diện tích 430.000 m2, hư hỏng 340,3 km mặt đường, 20 cầu, 58 cống, 25 trạm cấp điện trong quận đã bị mất điện hoàn toàn. Máy phát sóng ở núi Cửu Tảo bị hư hỏng nghiêm trọng, và đường dây cao thế ở núi Ngọc Vương bị gián đoạn khiến tín hiệu truyền hình không thể truyền được. Tổng cộng đã gây ra thiệt hại kinh tế hơn 300 triệu nhân dân tệ. Trong trận lụt hiếm gặp này, ở huyện Song không có trường hợp tử vong nào. Điều này là do cơ chế cảnh báo sớm của chúng tôi, Lý Đại Vĩ, thẩm phán quận của Song cho biết. Theo các nhân viên cho biết, năm nay quận đã thiết lập và cải thiện cơ chế cảnh báo sớm để kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Trước lũ lụt, 16 thị trấn đã được tổ chức để thực hiện các cuộc diễn tập khẩn cấp về phòng chống lũ lụt với tổng số 30.000 người tham gia. Ngoài ra, quận cũng đã thiết lập hệ thống cảnh báo sớm 5 phút và Cục Khí tượng quận có radar mọi thời tiết để theo dõi mưa. Được biết, tổng cộng 7.908 người từ 2.182 hộ gia đình đã được chuyển đi trong quận và hơn 5.000 khách du lịch đã được sơ tán mà không có một thương vong nào. Được biết, sau thảm họa, Mã Trần Vũ, Bí thư huyện ủy Tống Tây An và Lý Đại Vĩ đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp của trụ sở phòng chống lũ lụt vào đêm hôm đó, ngay lập tức kích hoạt kế hoạch khẩn cấp kiểm soát lũ lụt, sắp xếp công việc kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai.
hiện tại công việc cứu trợ thiên tai khẩn cấp đã bắt đầu tiến hành. Sở Giao thông Vận tải của quận đã thành lập 3 đội cứu hộ, 2 đội kiểm tra và 1 đội vận chuyển vật liệu để tiến hành sửa chữa đường trong đêm. Sở Điện lực của quận đã cử 240 kỹ thuật viên đến tuyến đầu để sửa chữa khẩn cấp nhằm đảm bảo cung cấp điện cho các thị trấn. Các bộ phận truyền thông Mobile, China Unicom và China Telecom đã cố gắng thông qua hệ thống liên lạc di động và cố định trong các thị trấn trong vòng 5 giờ. Các sở thủy lợi, vật liệu và thương mại đã chuẩn bị các vật dụng khẩn cấp như bao tải, dây sắt, đá và cọc. Và tất cả 1.190 dân quân trong quận đều sẵn sàng ứng phó. Hơn 30 đơn vị cấp quận đã trực tiếp hỗ trợ 3 ngôi làng trọng điểm để cứu trợ thiên tai, đảm bảo cho quần chúng có cơm ăn, áo mặc và nước uống. Hiện tâm trạng của nhân dân vùng thiên tai đã ổn định, các công việc sản xuất, tự cứu hộ đang được tiến hành, công tác cứu hộ, cứu nạn đạt được một số kết quả nhất định. Mẹ tôi có nhiều hơn một người con trai, nhưng tôi chỉ có một mình tôi. Hiện tôi là thư ký ở quận Cửu Huyền, bây giờ là thời điểm quan trọng và tôi không thể rời đi. Lúc 11 giờ sáng ngày 12, đỉnh lũ lớn nhất của sông Nhất Hà, Trương Tân Cường, bí thư đảng ủy thị trấn Cửu Huyền đang theo dõi lũ lụt bên sông, biết tin mẹ mình ốm nặng nhưng anh ấy không thể rời đi. Anh ấy ngay lập tức lao vào công việc sơ tán khách du lịch. Vào thời điểm đó, hơn 2.000 khách du lịch và người dân bị mắc kẹt tại khu thắng cảnh Đi Bè Nhất Hà ở thị trấn Cửu Huyền. Bí thư Trương đã lãnh đạo các cán bộ thông qua Twitter tổ chức nhân lực để ngừng bán vé cho tuyến Đi Bè, tìm kiếm và cứu nạn trên diện rộng, đồng thời cưỡng chế di chuyển và sơ tán người dân từ Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Bắc và các nơi khác. Có hơn 2.200 khách du lịch và người dân. 5 phút sau khi khách du lịch được di chuyển an toàn, lũ lụt đã nhấn chìm toàn bộ danh lam thắng cảnh. Vào lúc 5 giờ 20 phút ngày 12 tháng 8, cầu Nhất Hòa Đường Anh ở làng Đường Anh, thị trấn Mật Đầu, huyện Luân Xuyên, tỉnh Hà Nam đã bị tàn phá. Chiều ngày 12 tháng 8, phóng viên chứng kiến tại hiện trường, toàn bộ cây cầu đã bị sập xuống sông, chỉ còn lại một đoạn đường nhựa rút ngắn ở hai đầu cầu và lan can hai bên bằng đá hoa cương trắng do nước đã rút và lũ trên sông Nhất Hà đã nhẹ nhàng đi qua. Được biết, cây cầu kiến trúc được xây dựng từ năm 1987, có tổng chiều dài là 233,7m, chiều ngang 7m, có 5 vòm, đồng thời là con đường duy nhất đến căn cứ huấn luyện Cửu Long Sơn do Bộ Truyền thông cũ. 10 phút sau một trận mưa lớn, cây cầu đã bị đổ sập tại đoạn Trường Minh. Một người dân ở làng Hồ Gia, người đang theo dõi lũ lụt gần sông nhớ lại, hai vòng gần làng Đường Ưng, tức là đầu phía nam của cây cầu bị đổ sập nước. 5 phút sau, ba vòng gần làng Linh Đông cũng bị sập cầu. Hai người đó ở làng Đường Ưng, Từ Tiên Bân, một người dân ở làng Linh Đông cho biết, tại trung tâm y tế của thị trấn Mật Đầu, phóng viên đã nhìn thấy một số ít người sống sót sau vụ tai nạn. Hào Hoành Quốc đến từ làng Đường Ưng trên cầu quan sát lũ lụt, không ai nghĩ rằng cây cầu sẽ sập. Hào Hoành Quốc nói, hôm đó tôi ôm một cái cây trôi theo dòng nước và bị dòng nước cuốn. Lúc đó có bóng người ôm cây, nhưng hết đợt lũ này đến trôi khác. Ba người còn lại đều bị lũ cuốn, nhấn chìm, chỉ mình tôi sống sót. Trên tầng 3 của trung tâm y tế, phóng viên nhìn thấy một người sống sót khác là Lý Hương Hồng từ làng Dạ Vương dân tộc Miao. Theo Lý Hương Hồng, đầu tiên anh ấy ngã xuống trên cây cầu, sau đó bị lũ cuốn trôi. Em vừa thoát ra nhưng lại bị lũ cuốn trôi đi, rồi em bám vào gốc cây gần đó cho đến khi có người cứu. Lý Hương Hồng vẫn còn nỗi khiếp sợ kéo dài về cảnh này. Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Luân Xuyên, khó khăn cứu hộ ngày càng lớn. Từ khi xảy ra tai nạn đến nay, huyện Luân Xuyên đã tổ chức lực lượng vũ trang và cảnh sát tìm kiếm mạnh mẽ 3 ngày liên tiếp. Ở làng Đường Ưng bên kia sông đang được tích cực sửa chữa, đã khắc phục nhưng vẫn chưa kết nối. Trương Hiểu, bí thư thị trấn Mật Đầu cho biết cuộc phỏng vấn. Ông nói với các phóng viên, trong 3 ngày, họ đã chuyển các nhu yếu phẩm hàng ngày như gạo và mì sang bên kia ít nhất 2 lần vào mỗi buổi sáng và buổi chiều để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cơ bản của những người dân làng bị ảnh hưởng. Tiến hành điều tra và đến từng hộ gia đình để tiếp tục xác nhận thương vong và tổn thất tài sản của quần chúng. Tại địa điểm cứu hộ do đê vỡ ở hạ lưu cầu Nhất Hòa Đường Anh, phóng viên đã gặp Từ Bình Xuyên, Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Luật của huyện Luân Xuyên. Theo ông, khi mực nước sông giảm, bùn cát tích tụ ngày càng dày, khiến việc giải quyết khó khăn ngày càng lớn hơn. Theo trụ sở khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, nguyên nhân vụ sập cầu vẫn đang được điều tra. Tới mùa hè, những cơn mưa gây ra lũ quét xuống các lưu vực của sông Trung Quốc, buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa, phá hủy các cơ sở kinh doanh và mang theo mùa màng.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm Chủ nhật cho biết, năm nay đã mang đến những trận mưa và lũ lụt có 102 trong thế kỷ. Sau một tháng mưa lớn, cảnh báo lũ lụt đang được đưa ra ở nhiều vùng của Trung Quốc, khi dự báo sẽ có nhiều mưa lớn hơn ở các khu vực Tây Nam, Trung Tâm và phía Đông trong vài ngày tới. Kể từ giữa tháng 6, hơn 100 triệu người Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Các quan chức cho biết 425 người đã chết, trong khi 110 người đã mất tích. Ước tính có khoảng 3,6 triệu người đã bị buộc rời khỏi nhà của họ. Bộ Y tế Trung Quốc hôm thứ Hai đã ra lệnh cho các sở y tế địa phương tăng cường phòng chống dịch bệnh ở các khu vực bị lũ lụt. Bộ cho biết trong một thông báo rằng các sở y tế tỉnh phải báo cáo kết quả giám định dịch bệnh của họ hàng ngày và để đảm bảo rằng không có dịch bệnh gây tử vong bùng phát. Những ngày mưa lớn và ngập lụt, nhiều làng quê và thị trấn ở thành phố Linh Bảo, tỉnh Hà Nam, nằm ở ngã ba các tỉnh Hà Nam, Tân Sơn và Sơn Tây đã rơi vào vùng đất ngập nước. Vào một đêm mưa với hoạt động của cảnh sát liên tục, ở vùng núi và làng mạc ngập nước, cảnh sát chống lũ đã trải qua một đêm không ngủ. Tại thị trấn Tây Yến, có 55 làng bị ảnh hưởng và quốc lộ bị ngập sâu. Chiều tối ngày 12 tháng 8 có mưa dông và mưa to. Ở nhiều làng mạc trong khu vực Tài Phán bị ngập úng, 15 cảnh sát và thành viên tuần tra của đồn cảnh sát Tây Yến được Giám đốc Lý Thanh Chính chia thành 3 đội cứu hộ và di chuyển đến những ngôi làng bị ảnh hưởng trong cơn mưa xối xả. Trong các làng chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em, công an và cán bộ thôn lập tức cho quần chúng sơ tán, nước ngập đến thắt lưng, công an tìm kiếm người từ từng nhà, cõng người già, trẻ em từng nhà đến nơi an toàn. Sau hơn 7 tiếng đồng hồ cuồng nhiệt trong đêm, hơn 1.600 người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tây Yến đã được tạm tránh trú an toàn. Mưa xối xả vẫn tiếp tục, một số xe bị đá trên núi lan xuống nên bị biến dạng, cửa không mở được. Hai người mắc kẹt trong cabin, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Hai người được cứu và đưa đến trạm y tế thị trấn Tây Yến điều trị cho đến khi họ thoát khỏi nguy hiểm. Những đêm mưa lớn gây lở núi đe dọa sự an toàn của phương tiện qua lại. Cảnh sát cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông. Lúc 0 giờ ngày 14, mưa lớn gây ra lở đất, có 3 công nhân đang làm việc tại đây đã bị đất đá chôn vùi. Giang Kiến Hoa, Phó đội trưởng đội an ninh của Chi cục Cố Tây An đóng tại khu cảnh sát Tây Ngọc, cảnh sát Lưu Trí Cương, Cương Thiên Minh, Hứa Tiểu Lâm, Lưu Kỳ Bắc, Giang Thanh Lôi và 6 người khác đã lao đến giải cứu. Sau trận lở đất, thân núi đã thay đổi hoàn toàn cảnh quan xung quanh, hiện ra ám muội đen như mực. Cảnh sát chỉ có thể dựa vào cảm quan và phán đoán phương hướng. Sau khi nhanh chóng sơ lược cứu hộ hơn 200 công nhân từ các hầm khác gần đó đến vị trí an toàn, công an đã huy động hơn 20 công nhân quen thuộc khu vực áp sát để dùng xà beng, máy cầu di chuyển các khối đá, bạt đệm giải rác. Để đề phòng người dân bị che lấp bên dưới bị thương, công an và công nhân sử dụng tay đào. Sau hơn 2 giờ đồng hồ khẩn cấp cứu hộ, cuối cùng 3 công nhân bị che lấp đã được giải cứu. Đường leo núi trơn trượt do tuyết trong cơn bão nên không thể sử dụng cáng. Những người công an với đôi tay buộc sát dây đai và chiếc kính chắn gió quyết cõng trên lưng 3 công nhân bị thương. Với sự giúp đỡ của các công nhân, cảnh sát cuối cùng đã đưa được 3 người bị thương xuống núi và nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện bằng xe jeep. Một người đàn ông khác đến từ Tứ Xuyên, Trần Mẫn Dung và Trần Tân đã bình phục và được xuất viện vào ngày hôm sau. Tại thị trấn Ngọc Linh, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 13, một người dân ở làng Song, thị trấn Ngọc Linh phát hiện mưa lớn sân nhà anh ngày càng ngập sâu và dần dần ngập vào trong nhà. Đỗ Đông Bá, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Ngọc Linh ngay lập tức dẫn 4 cảnh sát đến tống thôn cứu hộ. Nếu không sơ tán người dân kịp thời thì hậu quả không lường được. Sau khi cảnh sát tham gia đội cứu hộ do chính quyền thị trấn ở làng Song tổ chức, họ đã nhanh chóng tiến hành cứu hộ khẩn cấp, kịp thời di chuyển đến vị trí an toàn. Vào lúc 22 giờ ngày 12, một nhà máy chế biến ven sông ở làng Thái Trương, thị trấn Ngọc Linh đã bị nước sông dâng cao nhấn chìm. 5 công nhân, trong đó có Chu Thế Nhân, người Quả Tây, đang ngồi nhìn quần áo chăn màn và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác nhau đang bị cuốn trôi theo lũ. Do mất điện nên khắp nơi tối đen như mực, xung quanh toàn là nước, họ hoang mang không biết phương hướng, mò mẫm quanh quẩn hơn nửa tiếng đồng hồ, vẫn không thể ra khỏi nhà và nước ngày càng ngập sâu. Lo lắng và sợ hãi khiến họ gần như tuyệt vọng. Sau khi Đỗ Đông Bá sắp xếp công việc cứu hộ ở làng Song, anh ta dẫn một đội cảnh sát đến con sông nơi 5 công nhân bị lũ cuốn trôi và cất tiếng hô lớn. Lực lượng chức năng đã xác định được vị trí các công nhân bị lũ cuốn, cố định dây cứu hộ, lần nhảy xuống vùng nước sâu ngang ngực, cứu thành công 5 công nhân vào nơi an toàn. Thưa quý vị, kể từ mùa lũ bắt đầu vào tháng 6, thiên tai lũ lụt trên khắp Trung Quốc vẫn diễn ra nghiêm trọng. Hơn 50 người thiệt mạng ở Sơn Đông và Trùng Khánh, hàng chục triệu người bị ảnh hưởng.
Kể từ khi mùa lũ năm nay bắt đầu, một số vùng của Trung Quốc đã phải hứng chịu thiên tai ở các mức độ khác nhau. Trong số đó, An Huy, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hà Nam, Trùng Khánh, Giang Tô và các tỉnh, thành phố khác đã hứng chịu mưa bão và lũ lụt nghiêm trọng. Tính đến thứ Tư ngày 12 tháng 8, 6,13 triệu người ở Trùng Khánh đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, 37 người chết, 14 người mất tích, 290.000 người được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,4 tỷ nhân dân tệ. Hiện tại, Công ty Tài chính thành phố Trùng Khánh đã phân bổ 10 triệu nhân dân tệ để thu xếp cuộc sống của các nạn nhân. Đồng thời, các quận và huyện bị thiên tai đã phân bổ 9,6 triệu nhân dân tệ để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống tạm thời của các nạn nhân. Mưa xối xả ở Tứ Xuyên kể từ tháng 7 cũng đã khiến 54 người chết, 22 người mất tích và 18,55 triệu người bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Sơn Đông cũng lần đầu tiên hứng chịu mưa lớn kể từ mùa lũ. Trận mưa xối xả quét qua Sơn Đông từ Tây sang Đông đã khiến 31 người chết, 8 người mất tích và 173 người bị thương. Các nhà chức trách ở thành phố Tế Nam tin rằng lượng mưa quá lớn và hệ thống thoát nước kém là những nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa nghiêm trọng. Mưa xối xả đã làm sập một ngôi nhà tạm ở thị trấn Đốc Khun, thành phố Giao Châu, khiến 4 người thiệt mạng, 2 người bị thương nặng và làm ngập một số vùng đất nông nghiệp trũng thấp. Quý Châu ở phía Tây Nam cũng có khí hậu bất thường, thời tiết khắc nghiệt thường xuyên, một số khu vực xảy ra mưa xối xả, mưa lớn. Tính đến nay, đã có hơn 3 triệu người trong tỉnh bị ảnh hưởng và 60 người thiệt mạng. Vào giữa tháng 7, mưa lớn diện rộng ở Tân Cương đã khiến tổng cộng 11 người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 347 triệu nhân dân tệ. Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc đã ra lời kêu gọi khẩn cấp, kêu gọi mọi thành phần xã hội nhanh chóng hành động, tích cực quyên góp tiền và vật chất cho các vùng bị lũ lụt ở Trung Quốc để giúp đỡ người dân vùng thiên tai vượt qua khó khăn. Hiện Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc đã nêu trong thư kêu gọi rằng khu vực xảy ra thảm họa đang có nhu cầu cấp thiết về thực phẩm, quần áo, chất khử trùng môi trường và nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm hàng ngày. Đồng thời cũng có nhu cầu rất lớn về tái thiết sau thiên tai. Thưa quý vị, do bị ảnh hưởng bởi cơn bão Búc, mưa lớn đổ bộ vào Trạm Giang, Quảng Đông và hàng ngàn người dân bị bao vây bởi lũ lụt. Tính đến ngày 12, 1,16 triệu người và hơn 400.000 hecta mùa màng bị ảnh hưởng ở tỉnh Quảng Đông. Hơn 3.600 ngôi nhà bị sập, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 1,34 tỷ nhân dân tệ. Tại khu vực Trạm Giang ở phía Tây Nam Quảng Đông, có mưa lớn vào cuối tuần và các hồ chứa ở nhiều thành phố và quận đã vượt quá mực nước cảnh báo. Trong số đó, bán đảo Lôi Châu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân không có nhu yếu phẩm hàng ngày như thực phẩm và nước ngọt, tình hình rất khẩn cấp. Nhà chức trách đã điều trực thăng cứu hộ thả 900kg lương thực cho người dân vùng lũ Trạm Giang, đồng thời giải cứu 4 trẻ em và một cụ già bị nước lũ bao vây trên mái nhà. Do lượng mưa lớn, đập tràn hồ chứa nước Đại Loan, một hồ chứa cỡ trung ở thành phố Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị cuốn trôi nghiêm trọng do xả lũ và toàn bộ bị sập. Chính quyền địa phương đã di rời trước những người dân bị đe dọa ở hạ lưu và không có thương vong nào xảy ra. Mặt khác, sông Đại Cổ Gia Hà ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất trong lịch sử. 39 hồ chứa lớn và vừa trong tỉnh đã vượt qua giới hạn lũ, 24 hồ chứa bị tràn. Tại tỉnh Sơn Đông, 250.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 272 triệu nhân dân tệ. Cho đến nay, vẫn chưa có báo cáo về thương vong. Thưa quý vị, chiều tối ngày 10 đến ngày 11 có mưa to cục bộ ở các vùng phía Đông Bắc, Hồ Bắc. Các khu đô thị của huyện Ưng Sơn và thành phố Mã Thành ngập hơn 1 mét. 15 giờ ngày 10, quận Ưng Sơn, thành phố Ma Thành, quận Hồng An và quận Lạc Thiên đã chịu ảnh hưởng của lượng mưa lớn với dân số 500.000 người. Theo người phụ trách Ban Cứu trợ Thiên tai thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hồ Bắc, thiên tai đã tạo ra tổng cộng 27.370 ha hoa màu bị hư hại, 87 nhà với 242 ngôi nhà bị hư hại, 1.232 nhà bị hư hỏng, hiệu quả với quá trình mưa lớn. Ban dân vận tỉnh đã triển khai ứng phó cấp 4 theo phương án ứng cứu khẩn cấp thiên tai của tỉnh vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8. Ban dân chính tỉnh Hồ Bắc đưa ra báo cáo vào tối ngày 8 rằng từ tối ngày 9 đến sáng ngày 10, lượng mưa tích lũy ở khu vực đô thị của huyện Ưng Sơn là 266,2mm và lượng mưa ở 7 quận khác thị trấn vượt quá 110mm bị ngập, với nước sâu nhất lên tới 1,1m khiến người dân các cửa hàng dọc tuyến phố bị ngập nước, giao thông bị gián đoạn và người đi bị chặn. Có khoảng 8.157 người bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường trong khu đô thị thành phố Ma Thành bị ngập. Nơi ngập sâu nhất là 1,3m, hơn 600 nhà dân bị ngập, hơn 2.000 dân trong thành phố phải di chuyển. Lũ lụt nghiêm trọng cũng xảy ra trên các đường phố của quận Lạc Thiên.
và lượng mưa lớn đã khiến 125 ngôi nhà của 59 hộ gia đình trong quận bị vùi lấp do lở đất. Ban nội chính tỉnh Hồ Bắc đã cử 2 tổ công tác đến khu vực xảy ra thiên tai để điều tra và hướng dẫn công tác cứu trợ thiên tai. Thành phố cũng đã đưa ra các kế hoạch khẩn cấp cứu hộ thiên tai và các nhà lãnh đạo đã nhanh chóng đến các thị trấn bị thiên tai để kiểm tra tình hình thiên tai và tổ chức cứu trợ thiên tai. Hiện tại, tình hình thiên tai vẫn đang được xác minh thêm và công tác cứu trợ thiên tai đang được tiến hành. Cơn bão có gió mạnh đạt vận tốc 125 km/h đã san bằng hàng loạt ngôi làng ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Khoảng 200 người bị thương nặng đã được di rời trong cơn bão kèm theo lốc xoáy này. Đây là trận bão tồi tệ nhất trong suốt nửa thế kỷ qua tại Trung Quốc. Những bức ảnh được đăng tải sau khi cơn bão đi qua cho thấy khung cảnh ngổn ngang, đổ nát, ít nhất 98 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương nghiêm trọng trong trận bão lớn kèm theo mưa đá, lốc xoáy tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin hôm 12 tháng 8. Giống như tận thế vậy, tôi nghe tiếng gió mạnh và vội chạy lên lầu đóng cửa sổ. Khi gần đến nơi thì tôi nghe tiếng nổ kinh hoàng và những ngôi nhà khác đã bị cơn bão san bằng. Ông Tạ Lệ Điền, 62 tuổi, người huyện Phúc Ninh, tỉnh Giang Tô, miêu tả lại cảnh tượng cơn bão tàn phá nhà cửa trong khu vực. Chủ tịch Tập Cận Bình sau đó đã ra lệnh cứu hộ khẩn cấp tại tỉnh Giang Tô. Nhiều tỉnh thành khác của Trung Quốc cũng bị mưa bão tàn phá nghiêm trọng trong suốt tuần qua. Lũ lụt là tình trạng phổ biến trong mùa gió mùa hè ở phía Nam Trung Quốc. Nhưng năm nay, tình trạng mưa lụt lại trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Truyền thông quốc gia Trung Quốc hôm 10 tháng 8 đưa tin, ở các khu vực trung tâm, những cơn lũ lụt lớn đã giết hại 22 người và buộc 197.000 người phải sơ tán. Tổng thiệt hại kinh tế từ các đợt lũ trên là 540 triệu đô la Mỹ. Lũ lụt thảm khốc trên sông Dương Tử cũng đang tới, ít nhất 22 người thiệt mạng và khoảng 20 người mất tích sau khi một trận bão lớn đổ bộ vào Trung Quốc hồi cuối tuần qua, trong khi nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề bởi mưa lớn và lũ quét. Khoảng 200.000 người ở 8 tỉnh và khu vực miền Nam là Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quý Châu, Giang Tây, Vân Nam, Chiết Giang và An Huy phải sơ tán từ ngày 10 tháng 8 tới nay. Theo các bộ vấn đề dân sự Trung Quốc, mùa màng bị hư hại và hàng chục ngàn ngôi nhà bị sập. Ước tính thiệt hại kinh tế là 7,34 tỷ nhân dân tệ. Tại thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, mưa lớn từ hôm 10 tháng 8 khiến các con sông vỡ bờ, 5 trường hợp tử vong được ghi nhận ở khu vực này. Trung tâm Cứu trợ Hạn hán và Kiểm soát lũ lụt Trùng Khánh cho biết, 1.197 người đã được sơ tán và 66 ngôi nhà bị phá hủy. Tại tỉnh láng giềng Tứ Xuyên, 4 người chết hôm 9 tháng 8 sau khi mưa lớn và lở đất khiến những ngôi nhà của các nạn nhân đổ sập. Vĩnh Ninh, một nhánh sông Dương Tử, trải qua đợt lũ lụt khủng khiếp nhất trong vòng 80 năm trở lại đây. Mực nước nhánh sông này tăng 1,43 m so với mức an toàn. Tại tỉnh Quý Châu, lực lượng cứu hộ đang cố gắng giải cứu 8 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất, vốn bị ngập sâu sau cơn mưa xối xả hôm 9 tháng 8. Trong khi đó, tỉnh Hồ Nam ở phía Nam Trung Quốc ước tính thiệt hại khoảng 73 triệu nhân dân tệ, tương đương 11 triệu đô la Mỹ. Cách đây hơn một tháng, Tổng thư ký Ủy ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia kiêm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước, ông Lưu Ninh cho biết rất có thể sông Dương Tử sẽ ngập lụt nặng ở vùng Trung Lưu và Hạ Lưu trong năm nay. Tân Hoa Xã dẫn lời quan chức này cảnh báo mùa lũ đã bắt đầu sớm hơn mọi năm. Cũng theo ông Lưu, Trung Quốc nhiều khả năng phải đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan do hiệu ứng El Nino xảy ra, dự kiến từ tháng 6 đến tháng 8. Toàn bộ sông Dương Tử có lượng mưa tăng thêm 50%, riêng khu vực Trung Lưu tăng 50-80%. Hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino tương tự những năm 1997-1998 có thể khiến Trung Quốc hứng chịu trận lụt nghiêm trọng bắt nguồn từ sông Dương Tử và hai tuyến đường thủy chính ở đông bắc nước này vào mùa hè tới. Các nhà khoa học Trung Quốc dự đoán lũ lụt sẽ tràn vào cả Hồng Kông và Macau. Tổng thư ký Ủy ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia kiêm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước, ông Lưu Ninh cho biết rất có thể sông Dương Tử sẽ ngập lụt nặng ở vùng Trung Lưu và Hạ Lưu trong năm nay. Tân Hoa Xã dẫn lời quan chức này cảnh báo mùa lũ đã bắt đầu sớm hơn so với mọi năm. Cũng theo ông Lưu, Trung Quốc nhiều khả năng phải đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan do hiệu ứng El Nino xảy ra từ tháng 4. Vào tháng 8 sắp tới, lượng mưa ở sông Dương Tử được dự báo sẽ tăng 10-50% so với các năm trước. Một số nhánh sông ở vùng Hạ Lưu có thể tăng 20-50% so với lượng mưa trung bình năm. Trong khi đó, dự kiến từ tháng 6 đến tháng 8, toàn bộ sông Dương Tử có lượng mưa tăng thêm 50%, riêng khu vực Trung Lưu tăng 50-80%. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng Hồng Kông cho biết, các tỉnh thuộc đồng bằng sông Dương Tử cung cấp khoảng 60% lượng gạo, 1/5 lượng bông cho toàn Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu lũ lụt quá nghiêm trọng, Trung Quốc nhiều khả năng phải nhập khẩu gạo từ các nhà xuất khẩu lớn của châu Á
như Thái Lan và có thể là Ấn Độ. Cách đây một tuần, các tỉnh phía Nam Trung Quốc bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây và Phúc Kiến hứng chịu trận mưa lớn khiến mực nước ở nhiều con sông tăng lên mức báo động. Cơ quan phòng chống lụt bão quốc gia đã điều động 4 lực lượng đặc biệt tới cứu hộ tại tỉnh này. Vào thời điểm đó, mực nước sông Gan, một nhánh sông Dương Tử ở Giang Tây, cao hơn mức giới hạn an toàn 2,52 m. Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đã kêu gọi giới chức địa phương các cấp đề ra biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước nguy cơ ngập lụt ở các con sông lớn và hồ chứa. Hồi năm 1998, El Nino gây ra trận lụt tàn khốc kéo dài 2 tháng, bắt đầu từ tháng 6 năm 1998. Kết quả, 3.004 người thiệt mạng và 220 triệu người trên khắp 24 tỉnh của Trung Quốc bị ảnh hưởng. Đây cũng được đánh giá là một trong 3 trận lụt nghiêm trọng nhất của thế kỷ 20. Các nhà khí tượng học từ lâu đã cảnh báo El Nino mạnh thường gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc. Vào ngày 8 tháng 8, Cục Thủy văn Phúc Châu của tỉnh Giang Tây tiếp tục đưa ra cảnh báo lũ lụt màu xanh vào lúc 7 giờ 35 phút ngày 8 tháng 8. Do chịu ảnh hưởng của lượng mưa lớn, dự kiến trong khoảng 1 giờ tới, đoạn sông Tử Giang thuộc thị trấn Kiến Sương, huyện Nam Thành sẽ xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo khoảng 1 mét. Trong 12 giờ tới, đoạn sông Lâm Thủy của thị trấn Phủ Bắc, quận Lâm Xuyên sẽ ở mức tương đương với mức cảnh báo. Trong khoảng 13 giờ tới, một trận lũ cao hơn mực nước cảnh báo khoảng 0,4 mét sẽ xảy ra ở đoạn sông Diên Kiều của thị trấn Ma Su, huyện Đông Hương. Mực nước hiện tại của đoạn sông Từ Giang tại thị trấn Tân Thành, huyện Nam Phong là 79,02 mét, cao hơn mực nước cảnh báo 0,52 mét. Mực nước hiện tại của đoạn sông Bảo Đường Thủy tại thị trấn Công Tây, huyện Lệ An là 83,1 mét, trên mực nước cảnh báo 0,6 mét. Mực nước hiện tại của đoạn sông Trùng Nhân tại thị trấn Ba Sơn, huyện Trùng Nhân là 54,14 m, cao hơn mực nước cảnh báo là 0,14 m. Cục Thủy văn tỉnh Giang Tây đã yêu cầu người dân và doanh nghiệp ở huyện Nam Thành, huyện Nam Phong, huyện Trùng Nhân, huyện Đông Tường, huyện Lệ An, các làng và thị trấn dọc theo bờ sông tăng cường phòng ngừa và tránh nguy hiểm trong thời gian tới. Do lượng mưa lớn 50 năm mới có một lần, mực nước sông Y chảy qua khu thắng cảnh hang động Long Môn tăng vọt, nước tràn qua lối đi cảnh quan du lịch. Khu danh lam thắng cảnh buộc phải tạm thời đóng cửa từ tối ngày 14 và dự kiến mở cửa trở lại vào ngày 17 hoặc 18. Theo Lý Trung Nghiệp, Giám đốc Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt Yihe, khu danh lam thắng cảnh Long Môn đã nhận được thông báo xả lũ từ hồ chứa Lữ Hàn ở Thượng Nguồn vào chiều ngày 12 tháng 8, với khối lượng xả là 1.380 m3. Danh lam thắng cảnh ngừng bán vé vào lúc 17 giờ cùng ngày và đóng cửa suốt đêm các tour du lịch cùng một lúc theo kế hoạch kiểm soát lũ. Nếu lưu lượng vượt quá 500 mét khối mỗi giây, danh lam thắng cảnh Long Môn Grocery sẽ bị đóng cửa. Vương Thành Như, trưởng bộ phận lễ tân của Viện Nghiên cứu Hang động Long Môn cho biết, trong khu danh lam thắng cảnh ở điểm sâu nhất nước ngập có thể đến đầu gối. Tuy nhiên, dòng sông chỉ tràn qua phật đường nơi du khách đi bộ và cuốn trôi một số lan can nhưng không gây thiệt hại cho các di tích văn hóa. Hiện nhân viên đang theo dõi danh lam thắng cảnh 24/24 giờ. Lý Trung Nghiệp cho biết, vào chiều ngày 16, dòng chảy của sông Yihe vào khoảng 634 m khối mỗi giây và dự kiến sẽ giảm xuống dưới 500 m khối mỗi giây vào tối ngày 16. Khu thắng cảnh Long Môn sẽ được dọn dẹp vào ngày 17. Một số lan can bị trôi cũng sẽ được chặn bằng bao cát. Dự kiến khu thắng cảnh Long Môn sẽ mở cửa trở lại vào ngày 17 hoặc 18. Hiện tại đang là cao điểm mùa du lịch, mỗi ngày có 5 đến 6.000 du khách đến Long Môn động, mỗi ngày bán 5-600.000 vé. Năm 2003 và 2005, khu danh lam thắng cảnh Hang động Long Môn cũng tạm thời đóng cửa do lũ lụt. Hang động Long Môn là một trong 3 kho tàng nghệ thuật chạm khắc đá nổi tiếng ở Trung Quốc. Nằm bên bờ sông Yi, cách ngoại ô phía Nam Lạc Dương, tỉnh Hà Nam 12 km. Từ 20 giờ ngày 11 tháng 8 đến 21 giờ ngày 12 tháng 8, mưa lớn đổ xuống khu vực đô thị Lạc Dương và các vùng núi phía Nam. Tính đến nay, đã có hơn 200.000 người ở Lạc Dương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Thưa quý vị, Trung Quốc liên tục chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt. Các thiên tai liên tiếp xảy ra tại Trung Quốc như nắng nóng, hạn hán, động đất, lở núi, sạt lở đất, mưa lũ tàn phá khắp nơi chưa qua, nay lại chịu thêm thiên tai do bão cát gây ra. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc NMC cảnh báo, cơn bão cát sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Tây Bắc nước này. Theo NMC, từ chiều đến tối ngày 12 tháng 8 theo giờ địa phương, bão cát quét qua các khu vực thuộc Tân Cương, Nội Mông, Ninh Hạ, Bắc Kinh, Thiên Tân, Cam Túc, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc và Cát Lâm. Tại nhiều thành phố trong vùng bị ảnh hưởng, bụi cuốn mù mịt làm giao thông ngưng trệ, người dân phải đeo khẩu trang kín mặt trước khi ra đường vì không khí ô nhiễm. Vào buổi chiều, đường chân trời ở thủ đô Bắc Kinh chuyển sang màu cam.
Một người dân nói với tờ South China Morning Post, không khí rất bẩn, chúng tôi cảm thấy như đang sống trong sa mạc. Những cơn gió mạnh thổi cát và bụi xuyên qua khu tự trị Tân Cương khiến tầm nhìn giảm xuống dưới 10 mét ở lưu vực phía nam, tình trạng mất điện và giao thông xảy ra hỗn loạn. Trong khi đó, một đợt không khí lạnh sẽ thổi qua miền Bắc Trung Quốc dọc theo sông Hoàng Hà và Hoài Hải, khiến nhiệt độ giảm xuống 12 độ C kèm theo những cơn gió lạnh. Để cảnh báo mỗi khi thời tiết trở nên khắc nghiệt, cơ quan dự báo khí tượng Trung Quốc đưa ra 4 cấp độ, với màu đỏ là cực kỳ nghiêm trọng, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh dương. Tân Hoa Xã cho biết trận bão cát lần này được gắn mác cấp độ 4. Vừa qua một trận lũ lụt ập đến Vạn Châu, Trùng Khánh, những ngôi nhà ven sông trong phút chốc bị lũ cắt đôi, bùn đất do ngập lụt mang đến lấp đầy cả văn phòng. Người dân sống ở đây vừa xót xa vừa quen cảnh tượng trước mắt. Nhiều người được phỏng vấn nói với phóng viên Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh rằng Vạn Châu có nhiều vùng núi là khu vực có nguy cơ xảy ra thảm họa địa chất cao. Hệ thống thoát nước địa phương cũng không đủ. Lần cuối cùng trước đó, Vạn Châu bị lũ lụt nghiêm trọng xảy ra vào năm 2020. Tính đến sáng ngày 13 tháng 8, thảm họa địa chất do lũ lụt Vạn Châu đã khiến 17 người chết và 2 người mất tích. Việc tìm kiếm và cứu hộ đến nay vẫn là trọng tâm của đội cứu hộ hiện nay. Lực lượng cứu hộ tiết lộ những ngày qua, họ đã giải cứu được hơn chục người mắc kẹt, trong đó phần lớn là người già bị bỏ lại ở tầng 1. Khi lũ về, họ là những người ít có khả năng thoát ra ngoài cao nhất, đặc biệt là người già ở vùng nông thôn. Vào sáng ngày 13 tháng 8, tại phố Ngô Kiều, quận Vạn Châu, Lạc Minh Văn là trưởng đội cứu hộ Blue Sky đã tìm thấy một ông lão khoảng 60 tuổi đang trốn trong lưới chống trộm trên bệ cửa sổ, đưa tay ra một cách tuyệt vọng. Nước đã bao phủ lồng ngực của đội cứu hộ và cửa phòng của ông già đã bị nước chặn lại, không thể mở từ bên trong hoặc bên ngoài. Vì đang chuyển người nên đội cứu hộ chỉ có sẵn thuyền xung kích và dây thừng. Họ trèo lên tầng 2 để tìm một cái búa, phá lưới chống trộm và mở nó ra, sau đó giải cứu ông lão. Khi ông già đi ra, toàn thân ông ấy run rẩy, Lạc Văn Minh nói. Đội cứu hộ Vạn Châu Blue Sky nhận nhiệm vụ vào lúc 6 giờ sáng. Họ đã bố trí 20 nhân viên cứu hộ mang theo máy dò sự sống, radar, máy bay không người lái và hệ thống cứu hộ thủy lực đến phố Ngô Kiều và thị trấn Trường Lĩnh, quận Vạn Châu để thực hiện công tác an toàn cho các hoạt động chuyển hướng và tìm kiếm cứu nạn. Lạc Văn Minh nói rằng công việc của họ là giải cứu người dân vào buổi sáng hôm đó. Vào buổi chiều, họ bắt đầu nạo vét tìm kiếm và cứu những người mất tích, đồng thời giải cứu được khoảng hơn chục người bị mắc kẹt. Hầu hết họ là những cụ già bị bỏ lại kẹt ở tầng 1. Khi lũ về, họ là những người không có khả năng thoát ra ngoài nhất, đặc biệt là những cụ già ở nông thôn. Một nhân viên cứu hộ tiết lộ khi tìm thấy hai cụ già nông thôn trong làng bên dưới Vạn Châu ngày hôm đó. Vương Quý Châu, một người dân 45 tuổi ở làng Sa Sa, thị trấn Trường Tân cho biết đây là trận lũ lớn nhất mà cô gặp phải trong những năm gần đây. Sau 3 giờ đêm, cô nghe thấy tiếng mưa lớn bên ngoài cửa sổ, nó dường như cuốn trôi cả ngôi nhà. Sau khi điện và nước bị cắt vào đêm hôm đó, cô tránh trú tạm ở bên nhà hàng xóm trên khu đất cao hơn. 6 giờ sáng, mưa đã ngớt, chị ra ngoài xem xét thì những cây ngô giống bên đường ướt sũng trong nước mưa vàng vọt. Trên cầu có rất nhiều bùn đất, mực nước chắc chắn đã tràn qua cầu vào ban đêm. Bởi vì làng Sa Sa gần con lạch Mô Đào, nhiều người trong làng chọn xây nhà cách sông không xa bởi vì nó thuận tiện để xuống sông. Cô ấy vừa đi vừa hét vào bên đường, không, không có người. Cô nhìn thấy nhà bếp của hai gia đình đều bị cuốn trôi mất đi một nửa. Nhà riêng của Vương Quý Chi bị ngập sâu hơn 1 mét và tất cả đồ đạc ở tầng 1 đều bị ngập. Cô nghe tin một cụ ông 76 tuổi sống một mình ở cùng thôn bị mất liên lạc. Lực lượng cứu hộ tìm kiếm và nói nhà sập có thể không có người ở trong đó vì họ thường đi làm ruộng. Tại làng Đa Si, thị trấn Bạch Dương, cách làng Sa Sa 20 km, một người dân nói với các phóng viên rằng một cán bộ thường phụ trách chữa cháy đã chết khi tham gia cứu hộ khẩn cấp. Cán bộ này ngoài 50 tuổi rất có uy tín trong thôn. Lúc đó trời mưa to, máng xối trong làng bị tắc, anh cố gắng khơi thông thì hậu quả là đường nước phía trên bị sập, anh ấy bị nước cuốn trôi xuống. Khi lực lượng cứu hộ đến hồ chứa nơi xảy ra sự cố, công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn vì rừng dưới lòng hồ. Theo tin tức của CCTV, từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 8, quận Vạn Châu có mưa lớn. Tính đến 9 giờ ngày 14, 24 thị trấn và làng và đường phố có mưa lớn, 16 thị trấn và làng và đường phố có mưa cực lớn và thị trấn Trường Tân có mưa rất to. Lượng mưa lớn nhất đo được tại trạm trên bãi biển Long là 261,2 mm.
Tính đến 10 giờ ngày 13 tháng 8, 36 thị trấn làng mạc và đường phố ở quận Vạn Châu bao gồm Ngô Kiều, Trường Lăng, Bạch Dương đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn với dân số là 37.226 người. Theo Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh, tính đến sáng ngày 13 tháng 8, tại Vạn Châu đã có 17 người thiệt mạng và 2 người mất tích do lũ lụt và thiên tai địa chất. Người ta nói rằng lũ lụt trăm năm mới xảy ra một lần, nhưng tôi chỉ gặp chúng 2 lần trong 3 năm đầu tiên kể từ khi tôi chuyển đến nơi này. Lý Đức Nhân, 48 tuổi, nói điều này một cách vô cùng bất lực. Cơn mưa xối xả bắt đầu từ ngày 13 tháng 8, tiếng mưa đập vào cửa chớp nghe như những nắm đấm dày đặc. Lý Đức Nhân mở một cửa hàng massage và sống trong một tòa nhà 3 tầng tích hợp các tòa nhà thương mại và dân cư ở phố Ngô Kiều, quận Vạn Châu. Khoảnh khắc cơn mưa ập đến, anh biết rằng có lẽ lại là một đêm không ngủ nữa. Cảm giác đầu tiên của anh ấy không phải là sợ hãi mà là sự bất lực vì lũ lụt sắp xảy ra. Sau 3 giờ sáng ngày 13, nước tràn vào từng chút một, ngập chân bàn rồi từng chút một leo lên mặt bàn. Những chén rượu trong quán bị đá lăn vào, làm vỡ nát. Anh leo lên tầng 3 cõng mấy đồ điện giá trị trên lưng. Vợ anh bị bệnh tiểu đường, kêu chân sưng đau nhưng cũng leo lên leo xuống, cõng mấy thứ mềm nhũn ấy dễ dàng bị cuốn trôi đi lên tầng trên. 3 năm trước, vợ của Lý Đức Nhân bị nhiễm độc niệu. Anh từ Đông Quản, Quảng Đông chuyển về Hương Vạn Châu, nơi anh đã làm việc hơn 20 năm và cùng vợ mở một cửa hàng quần áo. Mới khai trương được 3 tháng thì xảy ra lũ lụt, toàn bộ quần áo trong cửa hàng bị cuốn trôi. Khi lũ rút, người ta tìm thấy quần áo bị vùi trong bùn như di tích văn hóa được khai quật, thiệt hại từ 50.000 đến 60.000 nhân dân tệ. Lý Đức Nhân, tôi không thể mở cửa hàng quần áo nữa, tôi sợ lũ cuốn trôi quần áo. Bán một ít rượu miến tự làm. Đến 5 giờ ngày 13 tháng 8, tầng 1 đã ngập hoàn toàn nước mưa và bùn đất. Nước ngập gần hết tầng 2, vợ chồng anh đã từng thở dài, xót xa cho thực phẩm trong tủ lạnh và rượu trong ché. Chiều ngày 13 nước rút, anh tính thiệt hại lần này mất thêm 20.000 đến 30.000 tệ. Một chủ cửa hàng tiện lợi ở thị trấn Trường Tân, quận Vạn Châu nói với phóng viên rằng cửa hàng của anh mở cửa vào năm 2009 và bị lũ lụt vào năm thứ 2, thiệt hại khoảng 7.000 nhân dân tệ. Năm nay thiệt hại 3.000 đến 4.000 nhân dân tệ. Nhiều hàng hóa bị hư hỏng, đặc biệt là pháo nổ. Ông cũng tiết lộ rằng một số cửa hàng đồ nội thất địa phương đã bị thiệt hại nặng nề. Một số trong số họ đã bị thiệt hại hàng trăm nhân dân tệ. Trước lũ lụt, chính phủ đã đưa ra cảnh báo thời tiết, nhưng không dễ để các thương nhân chuyển tài sản và hàng hóa kịp thời. Mức độ nghiêm trọng của lũ lụt cũng vượt quá mong đợi của họ. Có nhiều khu vực miền núi ở Vạn Châu, đây là khu vực có nguy cơ xảy ra thảm họa địa chất cao. Theo các báo cáo trước đó của các phương tiện truyền thông, từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 7 sẽ có mưa cục bộ ở quận Vạn Châu bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Nhiều ngôi nhà ở Vạn Châu bị ngập lụt và người dân bị mắc kẹt. Chủ quán cũng nêu việc thiếu công trình thoát nước cục bộ, một số mương thoát nước không lớn nhưng bên mương có nhiều nhà dân xây dựng, khó mở rộng mương thoát nước. Nếu không cải thiện vấn đề này, có thể giảm thiệt hại xảy ra do những thảm họa nghiêm trọng hơn trong tương lai. Trong những ngày qua, khu vực Vạn Châu không chỉ chịu ảnh hưởng của lũ lụt mà mạng lưới giao thông cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Dưới tác động của lũ lụt, một số trụ của cầu đường sắt Tư Độ Hà trên đường sắt Vạn Lương đã bị hư hại và cây cầu bị sập một phần. Điều này cũng làm gián đoạn hoạt động bình thường của đường sắt Nghĩa Loan và ảnh hưởng đến Trùng Khánh, Tứ Xuyên, miền Trung và miền Nam Trung Quốc. Tối ngày 13 tháng 8, Tử Minh lên chuyến tàu K1270 từ ga Bắc Trùng Khánh chuẩn bị đi Vũ Hán. Trước khi đi ngủ, anh xem vị trí, đoàn tàu đã đi vào địa giới Vạn Châu. 4 giờ sáng ngày hôm sau, Từ Minh thức dậy và thấy chiếc xe đã đỗ, địa điểm vẫn ở Vạn Châu. Sau khi trời sáng vẫn không có dấu hiệu tàu chuyển bánh, anh hỏi tiếp viên và được biết do thời tiết nên đường đi không kiểm soát được. Vào sáng ngày 13 tháng 8, đoàn tàu đi vào ga Vạn Châu với tốc độ chậm hơn cả xe buýt và không có thêm tin tức gì về tiến trình của nó. Giống như nhiều hành khách, Từ Minh chọn cách xuống tàu và đặt lại vé tàu cao tốc. Vào sáng sớm ngày 13 tháng 8, do đá núi sạt lở, các trụ cầu bị cuốn trôi, cây cầu bị sập ở độ cao 230 km cộng 700 m trên đoạn Đại Loan của đoàn đường cao tốc Ân Quảng ở Tứ Xuyên hướng Vạn Châu đến Đại Châu. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, một ô tô con và một xe tải đã rơi xuống hố rộng khoảng 6 m khiến 3 người bị thương. Dịch Kính Khôn,
một blogger khoa học nổi tiếng từ Trường Khoa học Đại lý và Đại học Tây Nam nói với các phóng viên rằng do địa hình đặc biệt ở phía Đông Tứ Xuyên, nơi xảy ra lượng mưa lớn vào thời điểm này, lũ quét dễ xảy ra giữa các sườn núi và thung lũng song song ở phía Đông Tứ Xuyên và dãy núi thung lũng và rãnh Vu Sơn bị sạt lở đất và các thảm họa địa chất khác. Điều khiến họ lo lắng là từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 8, Trùng Khánh vẫn sẽ có mưa. Mặc dù cường độ tổng thể không mạnh bằng từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 8, nhưng nó sẽ tồi tệ hơn đối với các khu vực bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, nhiệt độ cao kéo dài ngày cuối cùng cũng kết thúc. Đài khí tượng Thủy văn Sơn Đông cho biết, do chịu ảnh hưởng chung của luồng không khí nóng ẩm và rìa áp cao cận nhiệt đới và đường đứt gãy, nên dự kiến từ đêm ngày 11 rạng sáng ngày 13, có các khu vực phía Nam, Trung Bộ và bán đảo Sơn Đông sẽ có mưa rào mạnh kèm theo sấm sét, gió giật mạnh cấp 8, cấp 10, nhiệt độ tối đa hầu hết các vùng trong tỉnh sẽ xuống dưới 35 độ C. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn Đông ban hành cảnh báo màu vàng về mưa dông vào lúc 16 giờ ngày 11, hạ cảnh báo màu cam về sấm sét thành cảnh báo màu vàng về sấm sét, dỡ bỏ cảnh báo màu cam về dông và gió giật mạnh và cảnh báo màu vàng về mưa dông và nhiệt độ cao. Người ta ước tính rằng, từ đêm ngày 11 đến rạng sáng ngày 13, lượng mưa trung bình tích lũy của tỉnh sẽ là 40-60mm, trong đó Hà Trạch, Tế Ninh, Tào Trang, Lâm Nghi, Nhật Chiếu, Thanh Đảo, Thái An và Duy Phường là 50-100mm và một số bộ phận là hơn 200mm. Tế Nam, Truy Bắc, Yên Đài và Huy Hải là hơn 70mm và hơn 25mm ở các khu vực khác. Thời kỳ mưa mạnh nhất từ ngày đến đêm ngày 12, lượng mưa mỗi giờ lớn nhất phổ biến từ 60-80mm. Trong số đó, từ đêm ngày 11 đến đêm ngày 12, Hà Trạch, Tế Ninh, Tảo Trang, Lâm Nghi, Nhật Chiếu, Thanh Đảo, Thái An và Duy Phường có mưa to đến rất to ở một số khu vực và Tế Nam, Truy Bắc, Yên Đài, Uy Hải và có mưa vừa đến mưa to cục bộ. Từ ngày 13 đến ngày 14, có mưa vừa đến mưa to và mưa to cục bộ ở Nam Sơn Đông, Trung Sơn Đông và bán đảo. Các khu vực khác có dông hoặc mưa rào. Cục Tài nguyên nước tỉnh và Cục Khí tượng tỉnh đã cùng đưa ra cảnh báo khí tượng về thiên tai lũ lụt trên núi vào lúc 18 giờ ngày 11. Dự kiến từ 20 giờ ngày 11 đến 20 giờ ngày 12, thiên tai lũ lụt có thể xảy ra ở một số khu vực của Tế Nam, Truy Bắc, Duy Phường, Nhật Chiếu, Lâm Nghi, Tế Ninh và các thành phố khác với cảnh báo màu xanh lam. Các khu vực cảnh báo màu xanh lam bao gồm phía Đông Nam, phía Đông quận Trương Khâu và phía Bắc quận Lại Ngô, phía Bắc quận Cương Trừng, trung tâm và phía Tây quận Bột Sơn, phía Tây và phía Bắc Tử Xuyên, phía Tây thành phố Thanh Châu, phía Tây Nam thành phố Chư Thành, trung tâm và phía Tây quận Vũ Liên, phía Tây quận Đông Cương, phía Tây Bắc của quận Lan Sơn, phía Đông và phía Bắc của quận Du, phía Đông Bắc của quận Nghi Thủy, trung tâm và phía Nam của thành phố Châu Thành. Ở các khu vực khác, thiên tai lũ lụt trên núi cũng có thể xảy ra do mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn. Các địa phương cần chú ý công tác phòng ngừa như giám sát thời gian thực, phòng chống lũ lụt và cảnh báo sớm, điều chuyển và phòng tránh. Theo số liệu của Trung tâm Thủy văn tỉnh cho biết, từ đầu mùa cho đến nay, tính đến ngày 10 tháng 8, lượng mưa trung bình toàn tỉnh là 103,7mm, giảm 22,6% so với cùng kỳ các năm trước và giảm 64,7% so với cùng kỳ năm trước. Các hồ chứa lớn và vừa của tỉnh, Hồ Nam Tư, Hồ Đông Bình nhiều hơn 2,313 tỷ mét khối so với cùng kỳ năm trước và ít hơn 2,080 tỷ mét khối so với cùng kỳ năm ngoái. Cả hồ lớn và vừa, các hồ đang vận hành dưới mực nước giới hạn lũ. Dự kiến do lượng mưa lớn lần này, các con sông như sông Đại Văn và hệ thống sông Yusushi sẽ bị lũ lụt. Các con sông vừa và nhỏ như sông Me, một nhánh của sông Yi, có thể hứng chịu lũ lớn vượt cảnh báo lũ. Do ảnh hưởng của nước thượng nguồn, một số hồ chứa có thể có mực nước dâng cao trên giới hạn lũ. Cục Tài nguyên đã triển khai ứng phó khẩn cấp phòng lũ cấp 4, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm, điều tiết các công trình cấp nước một cách khoa học, chính xác, làm tốt công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa trong mùa lũ, phòng chống lũ lụt và các sông vừa và nhỏ.